Cái bộ phận kỹ thuật của Tổng Tiền Lương Quốc gia thì có tính toán là cái tiền lương tối thiểu của năm 2019 so với cái mức sống tối thiểu thì đang còn thiếu hụt khoảng 5,2%. Ở nghị quyết 27 của Trung ương về cải cách chính sách tiền lương có đặt mục tiêu là năm 2020 điều chỉnh lương tối thiểu để đảm bảo được mức sống tối thiểu. Chính vì thế thì chúng tôi cũng rất là kỳ vọng là điều chỉnh mức lương tối thiểu để cố gắng để làm sao mà đạt được cái mức lương tối thiểu thứ nhất là cỡ 5,2%. Kết quả thu được ngày hôm nay thì tôi nghĩ rằng là Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cũng có thể hài lòng khi mà cái tỷ lệ điều chỉnh cái lương tối thiểu cao hơn cái mức lương 1, và rất là cảm ơn thiện chí phía những người sử dụng lao động ở phòng thương mại công nghiệp Việt Nam đại diện ở đây, tức là cái điều chỉnh hôm nay không chỉ đáp ứng được mức sống tối thiểu mà còn vượt lên trên được 0,3%. Thế còn những cái năm tới thì các bạn cũng biết rằng là mỗi một khi mà đời sống kinh tế xã hội được cải thiện thì cái nhu cầu sống tối thiểu và mức sống tối thiểu cũng sẽ được nâng lên, và vì thế thì công việc của Hội đồng Tiền lương Quốc gia các năm cũng có thể tiếp tục thảo luận không được mức tăng có thể không bằng năm nay, nhưng mà đây là cái câu chuyện mà không được giữa đại diện những người sử dụng lao động cũng như là đại diện cho doanh nghiệp với cái sự